cho có một cái tâm, cái tâm ở giữa gầm tròn. À, số lượng này có nghi ngờ bị phá sản các bạn chị. Thì sao cái đủ đổi nữa cho khéo để vòng tròn đừng méo đừng vô. Rồi cảm ơn mấy chị. Rồi rồi tay mình để lên vai người bên cạnh giùm em, xích vô giùm em. Bây giờ có cho không? Ok rồi anh Trung lôi kéo mấy chị được không? Rồi xích vô giùm em, xích vô giùm em. Tay mình để lên vai người bên cạnh. Rồi hai tay luôn để lên vai người bên cạnh. Vô chị Phương, vô chị Diễm. Rồi dạ 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 chùm để xấu luôn em. Mấy anh chị mình cũng biết là mấy anh hướng dẫn viên cũng có cái câu là ai không ra thì mình vô hả mấy anh chị ha. Ai không ra thì vô, nhảy vô một bước nha. Ai không ra thì vô, à ai không vô thì ra. À cảm ơn anh chị. Rồi à, bắt đầu từ bắt đầu từ Vân đi ha. Vân sẽ đếm 1, bạn bên cạnh đếm 2, rồi bắt đầu Cathy đếm 1 lại, rồi bắt đầu đếm giùm em. 1 1 2 rồi bạn chỉ có 4 người cả. Mình thiếu một người đó. Bây giờ nếu mà mình chấp nhận là mình chơi luôn á. Rồi dậu ok, thank you rất là nhiều. À, âm thanh chuẩn bị hai cái đoạn nhạc thì là vui nha mấy anh chị nha. Trưởng nha. Không, em chấm chị rồi đó. Rồi đội trưởng đội số 2 là chị Diễm và đội trưởng đội số 1 là ok chị Phương. Rồi. Rồi hai đội tuổi xì giùm em nha. Hai đội tuổi xì giùm em. Đội nào thắng sẽ có cái mục khởi động đầu tiên. Rồi 2 3. Đội nào thắng có cái mục khởi động đầu tiên. Rồi đội số 2 mình lui vào đây chút xíu. Rồi đội số 1 mình một hàng ngang nhìn đây. Chị Phương đứng phía trên giùm em, chuẩn bị một đoạn nhạc để nhà mình khởi động nha. Ngang ngang giùm em cái cho nó đẹp đội hình. Rồi như vậy thì đoạn nhạc bắt đầu. Chị Phương làm như thế nào thì nhà mình làm như vậy. Ba, chị Phương vào vị trí nè. Chị quay về khán giả chứ. Rồi 3, 2, 1, âm nhạc giùm em. Đó là con gà. Đúng rồi. Mình lưu vào cánh gà để có được trình diễn của đội thứ hai. Rồi y chang đội hình khi nãy luôn, đội trưởng đứng trên, hàng hình đứng dưới. Chỉ mong em hát cho em nha. Rồi nhà mình xong chưa? À, chị Yến mình qua kia xíu cho đội hình nó đẹp xíu nè. Rồi. Rồi 3, 2, 1, nhẹp vô nè. Chắc đủ gì cũng quá. Anh gì đi ra khỏi công ty trong vòng 3 phút nữa. Chính thức nghỉ việc. Tôi lại luôn. Rồi không còn âm nhạc luôn. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cáp. Gặp hồ nước nó bị bà bì. Quá dữ. Rồi cho mình về đây để ở đây nhảy chiều luôn. Chị chuẩn bị cho em luôn.
bầu xuống bình nước ấm một ngày để lên chuyện mình chuyện khác trong nước cho nha ba nha. Trò chơi đầu tiên là kéo co. Rồi chân nhanh về nhanh nè, nắng quá.